nay Hải sẽ chia sẻ cho các bạn về những tiện nghi và an toàn trên MCZS so với các đối thủ trong cùng phân khúc. Đầu tiên thì xe được trang bị hệ thống phanh tay điện tử, hệ thống giữ phanh tự động và đặc biệt là hệ thống kiểm soát phanh khi vào cua. Ba tính năng này thì đối với các dòng xe khác trong phân khúc như Kia Sportage, Hyundai Kona cũng như Ford EcoSport thì không được trang bị. Và đặc biệt hơn đó là xe được trang bị thêm hệ thống hỗ trợ đổ đèo. Bên cạnh đó, xe còn được trang bị hệ thống nồng khô phanh đĩa và hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp. Đây là hai tính năng mà các dòng xe khác trong phân khúc không có. Và điều đặc biệt hơn, xe còn được trang bị hệ thống cảm biến áp suất lốp. Điều đặc biệt nhất đó là MCZS phiên bản Luxury còn được trang bị thêm camera 3.6, kèm theo đó là màn hình 10 inch và đặc biệt là hệ thống lo điều chỉnh âm thanh 3D, kèm theo cửa gió hàng ghế phía sau. Và điều tâm đắc nhất đó là hệ thống lọc bụi PM 2.5. Cuối cùng là MCZS được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh panorama